Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với series Final Fantasy của Maximon. Và câu chuyện mà chúng ta sẽ bắt đầu khám phá ngày hôm nay sẽ là về một phần khá là quen thuộc với tất cả các fan của Final Fantasy, đó là ảo mộng thứ 10. Mình còn nhớ hồi còn nhỏ hay lông nhông ngoài bán net thì không có bán nào mà không dán cái poster của cô nàng Yuna. Cô nàng chịu hồi sư với nụ cười hiền hậu cùng những pha chịu hồi cực chất làm mình thương hiệu của dòng game. Ở thời điểm ấy có thể nói là thời kỳ hoàng kim của Final Fantasy tại Việt Nam, khi mà các anh em dù đã chơi hay chưa chơi cũng được biết đến Yuna hoặc là bản nhạc Suteki da ne chủ đề của tựa game phải không nào. Mới hoài niệm có tí thôi mà đã thấy tuổi thơ tràn về. Thôi không để anh em chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Đừng quên bật CC để xem phụ đề nhé. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu tại một thành phố có tên là Zanarkand, với nhân vật chính là Tidus, một anh chàng tóc vàng điển trai, hiếu động và là một tuyển thủ Blitzball nổi tiếng. Cho anh em nào chưa biết thì Blitzball là một môn thể thao chạy bóng dưới nước được rất nhiều người yêu thích và thường được tổ chức thi đấu tại các sân vận động nổi tiếng, nơi có chứa một khối cầu khổng lồ hoàn toàn là bằng nước. Và ngày hôm đó chính là ngày khai mạc của giải đấu cúp tưởng nhớ Jecht, một cầu thủ Lisbon lừng danh, đồng thời là cha của Tidus. Ông đã mất tích cách đây 10 năm sau khi ra khơi đi đến địa điểm luyện tập của ông. Tidus có một mối quan hệ phức tạp với cha mình. Anh luôn bị áp lực bởi cái bóng vĩ đại lừng danh của Jecht, và cái tính kiêu ngạo của ông khiến cho ông không hề dễ gần chút nào. Trong số những ký ức của Tidus về cha của mình thì chỉ có một ít là tươi đẹp. Thực sự thì cậu không hề ưa lão già gân này. Và trong giải đấu ngày hôm nay, vào cái ngày mà mọi người dành ra để tưởng nhớ huyền thoại bóng nước của họ là Jecht, anh quyết tâm phải thể hiện và chứng tỏ rằng mình không thua kém gì người cha quá cố. Nhưng trong lúc cuộc thi đấu đang diễn ra hết sức kịch tính thì Zanarkand bị tấn công bất ngờ bởi một con quái vật. Nó ẩn mình bên trong nước và trỗi dậy như một cơn sóng thần to tướng chuẩn bị ập vào bờ. Tuy nhiên, do bị phân tâm bởi sự hưng phấn của trận Lisbon nên không ai cảm nhận được rằng nguy hiểm đang cận kề, cho đến khi Tidus bị một cú vô lê tuyệt đẹp và bàng hoàng trước sự hiện diện của cái bóng đen khổng lồ kia. Không để cho ai kịp phản ứng, con quái vật bắt đầu tấn công thành phố. Tidus may mắn thoát chết khỏi những phát đạn đang phá hủy sân vận động. Khi anh chạy ra bên ngoài, mọi thứ vô cùng hỗn loạn. Rồi anh thấy Odin, ông thầy mặt ngầu của anh, đang đứng chờ sẵn. Không có nhiều thời gian giải thích, Tidus chỉ biết chạy theo ông. Nhưng chỉ được một lúc thì bỗng dưng thời gian như ngừng lại và Tidus gặp một cậu bé. Thằng bé bí ẩn nói rằng một thứ gì đó đang chuẩn bị bắt đầu rồi đã biến mất. Lại thêm một câu đố khó hiểu nữa. Cái quái gì đang xảy ra thành phố này vậy? Có lẽ hôm nay Tidus ra đường quên coi ngày. Lúc này anh chỉ biết rằng cắm đầu chạy theo Orange là chắc ăn nhất. người chị. Arin vừa giải thích sơ cho anh hiểu con vật nơi nàng phá thành phố có tên là Sin. Rồi cho anh một thanh kiếm và gọi đó là món quà từ Jecht để Tidus có thể tự vệ trước các con quái vật sinh ra từ Sin. Sau một hồi chiến đấu để mở được máu, nhưng cuối cùng thì cả hai cũng đã thoát khỏi cái số phận được định sẵn là chết chắc. Arin nhìn sâu vào miệng của con quái vật bí ẩn đang nuốt trọn mọi thứ và hỏi: "Nhóc chắc chắn chứ?" Rồi sau đó, ông nắm Tidus lên và nói rằng câu chuyện của nhóc bắt đầu từ đây. Rồi cả hai bị nuốt chửng. Thức chức sau vụ thảm sát, Tidus may mắn phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Vì bao giây bởi các con quái vật đầy ác ý, anh buộc phải tự lực cánh sinh cho đến khi may mắn được giải cứu bởi đội săn tìm con vật Albed. Nhưng mình thấy giám đội thu gom vi chai hơn. Đây cũng là lúc mà anh làm quen được với cô nàng nhí nhạnh Rikku, người duy nhất trong nhóm này có thể hiểu được ngôn ngữ của Tidus. Họ nói rằng nơi này gọi là Spira, và anh có thể đi cùng với họ nếu như anh chứng tỏ được mình hữu ích trong chuyến thu thập lần này. Sau một cuộc tìm kiếm ngắn dưới đáy đại dương, cả nhóm có đã tìm ra được một con thuyền bị chìm. Và trong khi những người khác đang nghĩ làm sao để kéo nó lên, thì Tidus chỉ muốn biết mình đang ở đâu. Vì trên tàu này chỉ có mình Rikku là thân thiện với anh, nên Tidus kể câu chuyện của mình cho cô. Thoạt đầu, cô hơi nghi ngờ những lời nói của Tidus, vì Zanarkand đã bị hủy diệt cách đây 1000 năm. Chưa kể, những ai từng tiếp xúc với Sin dù may mắn sống sót, thì cũng bị nhiễm độc của nó và bị rối loạn trí nhớ. Nhưng cô cảm thấy Tidus có vẻ thật thà, nên hứa rằng sẽ đưa anh đến Luca, nơi mà có lẽ sẽ giúp anh tìm được lời giải cho câu đố của mình. Đồng thời, cô bắt anh phải hướng ngược lại là sẽ dắt cô về Zanarkand chơi khi có cơ hội. Nhưng không lâu sau đó, con tàu của họ lại bị Sin tấn công. Rồi Tidus bị đánh ngã ra khỏi thuyền và trôi dạt tới một hòn đảo tên là Bisay. Một lần nữa, Tidus thức giấc ở một nơi xa lạ. Nhưng lần này khung cảnh xung quanh có vẻ như thân thiện và yên bình hơn lần trước. Rồi Tidus được chào đón bằng một cú đập trời giáng vào đầu. Tuy hơi kỳ cú, nhưng nét mặt của anh liền sẽ rực lên khi nhận ra thứ vừa đập vào đầu mình là một trái Lisbon. Blitzball. Hey, you okay? Hey! Anh liền biểu diễn một cú sút bóng xuất thần để trả lại bóng cho Wakka. Đội trưởng của đội Lisbon bị xe Orok. Ấn tượng với tài năng của Tidus, Wakka chào đón và dẫn anh vào bên trong làng của mình. Rút kinh nghiệm từ lần gặp gỡ với Rikku, Tidus biết rằng cứ nói mình đến từ cái thành phố đã biến mất từ 1.000 năm trước thì chẳng khác gì một thằng điên. Nên anh nói rằng mình vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chất độc từ Sin để biện minh cho sự ngơ ngác của anh trước mọi sự việc. Khi vào thăm ngôi đền Pisei, Tidus và Wakka nghe được hung tin rằng có một chuyên hồi sư thực tập. Tidus hơn một ngày chơi rồi mà vẫn chưa hoàn tất thử thách của mình bên trong phòng của tu viện. Lo lắng rằng vì chuyên hồi sư kia đang gặp nguy hiểm. Dù không quen biết, nhưng Tidus mặc kệ phép tắc của đất tinh Yevon mà xông thẳng vào bên trong. Wakka liền chạy theo và tìm thấy Tidus đã đứng cạnh cái thang máy dẫn xuống cánh cổng bước vào phòng cầu nguyện Fae. Tại đây, Wakka giải thích rằng chỉ có triệu hồi sư và các hộ vệ mới có thể bước vào đó để đối mặt với thử thách. Ngay trung tâm của căn phòng đó là một bức tượng Fae và triệu hồi sư với cầu nguyện để được ban cho sức mạnh từ nó. Xuống tới nơi, Tidus đã gặp Lulu và Kimahri Ronso, hai hộ vệ của vị triệu hồi sư kia lần đầu tiên. See, I told you she gets mad easy. Is the summoner all right? Who are you? Và sau khi cả hai bị nàng Lulu cho ăn chửi vì cái tội xâm nhập vào thánh địa, thì cánh cửa thánh điện mở ra. Điều khiến Tidus bất ngờ là hình bóng đang bước từng bước yếu ớt kia lại là nữ. Không như tưởng tượng ban đầu của anh về các triệu hồi sư sẽ làm mấy lão già sồn sồn. Và dù rằng rất mệt mỏi, nữ triệu hồi sư vẫn nở một nụ cười dịu dàng và nói rằng mình đã thành công khi thấy mọi người đang chờ đợi cô. Lúc này Tidus mới biết rằng cô tên là Yuna. Bên ngoài, tất cả mọi người đều vui mừng chào đón tân triệu hồi sư của hòn đảo. Họ vây quanh Yuna trong lúc cô biểu diễn nghi thức triệu hồi một con Aeon mang tên Philepho, sức mạnh mà cô vừa đạt được sau khi hoàn tất thử thách. Sẵn giải thích luôn cho các anh em thì Fae là linh hồn của những con người nguyện ý nhập vào cái bức tượng. Còn các summoner, các triệu hồi sư sử dụng sức mạnh được ban cho từ các Fae để hiện thực hóa giấc mơ của Fae được gọi là các Aeon. Đêm hôm đó, Tidus từ Wakka chính thức mới gia nhập vào đội Lisbon của anh, quyết tâm dẫn dắt đội nghiệp dư này tới chiến thắng cuối cùng. Nửa đêm, trong lúc đang ngủ mơ về lão cha già của mình, Tidus bị đánh thức khi nghe giọng của Lulu đang trách mắng Wakka. He's dead, okay? Dead. He does look a lot like Chappu. Cô nói rằng Wakka đang nói sự quá tốt với một người lạ mặt như Tidus. Chỉ vì anh nhìn giống với người em cha quá cố Chappu của Wakka. Sau khi Lulu rời đi, Wakka giải bày với Tidus rằng Chappu từng nằm trong đội quân tập tự Crusader, một đội quân cống hiến cuộc đời của mình để chiến đấu với Sin. Không may là cậu nhóc đã ra đi trong một cuộc chạm trán với Sin vào năm ngoái. Và theo như những cảm xúc ẩn giấu trong câu nói của Lulu, Tidus biết rằng Chappu đối với cô còn quan trọng hơn cả một người bạn. Sáng hôm sau, trong lúc chuẩn bị lên đường đến đảo Luca, tại cuộc thi đấu Lisbon diễn ra, Wakka tặng cho Tidus cây kiếm pha lê tên Brotherhood, món quà mà Wakka từng tặng cho Chappu, nhưng cậu nhóc đó chưa bao giờ sử dụng đến. Có lẽ Wakka thật sự xem Tidus như em trai mình. Ngoài ra, con tàu của họ vốn mang mục đích chính là đưa Yuna cùng các vệ binh của cô lên đường tìm sức mạnh tiêu diệt Sin. Vì thuận đường, người nhóm Lisbon được đi ké. Trên đường đi đến địa điểm đầu tiên là Kilika, Tidus có thêm thời gian để tìm hiểu nhiều hơn về Yuna, cũng như các số phận được liên kết giữa hai người. Cô tạo cho anh cảm giác tin tưởng, đến nỗi có thể nói với cô câu chuyện kỳ lạ của mình cùng Zanarkand. Nhưng Yuna không chút nghi ngờ gì lời của Tidus, bởi vì trước kia, cha cô, Chi Hội sư tối cao Braska, đã có hai người vệ sĩ cũng là bạn thân của ông. Một là Arin, con kia là Jecht, và ông ta cũng đã kể cho cô biết về Zanarkand. Lúc đầu, anh không tin rằng ông già 6 tháng ích kỷ của mình chính là người mà Yuna đang nhắc đến. Nhưng cái ngày mà Jecht biến mất khỏi Zanarkand cũng chính là ngày mà Yuna gặp lão lần đầu tiên, khiến cho Tidus cực kỳ bối rối. Khi Tidus đang cố xử lý cái mớ bồng bông trong não mình, thì chiếc thuyền đã bị tấn công bởi Sin. Cùng nhau, cả nhóm đã đánh bại hết lũ lính lác của Sin và để lùi nó về lại dưới biển. Nhưng đối với người dân ở cảng Kilika thì không được may mắn như vậy. vừa cập bến. Trước mắt của cả nhóm bạn chỉ còn là những đống đổ nát. Đó là kết quả sau một cuộc dạo chơi của Sin. Ngay lập tức, Yuna tự giới thiệu với dân làng rằng mình là một triệu hồi sư và cô sẵn sàng thực hiện nghi lễ tiễn đưa Sending cho những người đã khuất xấu số. Sending là một nghi thức giống như siêu độ nhưng vô cùng quan trọng, bởi vì đó là cách duy nhất để có thể đưa cái linh hồn lạc lối hay còn lưu luyến với trần gian về với vùng đất cực lạc Valen. Nó đặc biệt quan trọng là vì khi cái linh hồn ở lại quá lâu trên cõi trần, chúng sẽ bắt đầu ghen tị với người sống và rồi sẽ trở thành oán linh với hình hài của ác quỷ để tấn công con người. Chưa bao giờ Tidus thấy ngạc nhiên về khả năng của các triệu hồi sư, nhất là khi người đó lại là một cô gái tài năng và xinh đẹp như Yuna. Không hề không biết, anh đã dần cảm thán cô. Song song, anh cũng dần hiểu được tầm quan trọng của Yuna trong cuộc hành trình này. Kết thúc nghi thức, nhớ về bên hộ tống Yuna vào bên trong đền thờ Kilika. Và rồi, Yuna chính thức ngỏ lời mà Tidus sẽ thành vệ binh của cô. Có lẽ cô cũng cảm thấy anh chàng này thật là thú vị. Well, we're all going to the temple anyway. Can't this wait till later? Nhưng Tidus vẫn chưa trả lời ngay. Một phần là vì anh chưa hiểu được mình ở cái thế giới này để làm gì. Phần còn lại là băn khoăn. Liệu mình cứ nhất định phải đi theo dấu chân của cha ư? Vì do dự nên Tidus bị bỏ lại tầng trên, trong khi mọi người đi xuống phòng cầu nguyện. Strength, everyone. No, nah. Hey, what gives? You're not a guardian yet. We'll be back as soon as we can, okay? Oh, sure, soon. Like tomorrow soon, I bet. Where's Yuna? Tidus lần này tuy ngoan ngoãn nghe lời, nhưng có một nhóm người có vẻ như ganh tị với công nương Yuna và muốn cô thất bại trong việc cầu nguyện, nên cố tình làm cho Tidus phá luật và tống cậu xuống dưới đó. Not a guardian, you say? Hey, wait! Let me go! Go! Hey! What's a big idea? Just a little game. Huh? This is bad. Really bad. Tuy nhiên, Yuna của chúng ta vẫn vượt qua được thử thách của mình và được ban cho sức mạnh mới của Yprick. Sau đó cả nhóm tiếp tục hành trình của mình và điểm đến kế tiếp là Luca. Lúc này, Tidus mới biết được một tin khá sốc. Đó là đội Lisbon của đảo BC mạnh hư dẫn dắt. Không chỉ chưa bao giờ thắng giải đấu nào, mà còn chưa bao giờ thắng trận nào để thoát khỏi vòng loại trong suốt 23 năm liền. Tuy nhiên, hưng phấn khi nhìn thấy được sân vận động và đám đông ở khắp mọi nơi, Tidus vẫn nhiệt tình động viên tinh thần của các đội viên. Bỗng có một nhân vật đặc biệt cũng vừa cập bến và tất cả đều chung chiếc tàu của ông ta để chào đón. Người này chính là Maester Mika, một chức vị có thể xem là tổng thống hay thủ tướng của Spira, và đi cùng với ông là Maester of Yevet, Simo Guado, một người đàn ông nửa người nửa Guado. Giải thích luôn thì Guado là một tộc người sống hòa mình với thiên nhiên, và nhiệm vụ cao quý của họ chính là bảo vệ miền cực lạc Pha Plain của Spira. People of Spira, I thank you for your generous welcome. Rise, Miss. Khi các cầu thủ Lisbon của BC đang chuẩn bị tại phòng chờ, thì đột ngột Yuna sóng vào, báo một tin vui cho Tidus rằng Arin được nhìn thấy đang ở trong một quán cà phê nào đó. Cả hai và Kimahri liền cùng nhau đi tìm Arin, đồng thời khám phá thành phố. Lần theo manh mối và lời đồn, họ cuối cùng cũng tới được quán cà phê, nhưng Arin đã không còn. Oan gia ngõ hẹp, Arin thì không thấy đâu, mà Kimahri lại đụng độ với cái tư địch của anh trong quá khứ, và một trận ẩu đả diễn ra ngay bên trong quán cà phê. Cùng lúc đó, tiếng thông báo trận thi đấu Lisbon chính thức bắt đầu, khiến cho Tidus cũng bị phân tâm mùa mất Yuna. Sau khi thoát khỏi quán cà phê, Lulu hớt hải chạy đến báo rằng đội bóng Albed đã bắt cóc Yuna và yêu cầu đội BC phải chủ động đầu hàng nếu muốn chuộc lại cô nàng Summoner. Từ lúc gặp mặt con quái vật Sin tới giờ, cuộc sống vui vẻ và êm đềm của Tidus bỗng gặp toàn những việc xui xẻo và kỳ lạ. Vậy đây, anh sẽ phải làm gì để giúp những người bạn mới của mình? Hãy cùng chờ phần sau nhé. Anh em có thể vào group của Maximon để thảo luận cho sôi nổi nhé. Đừng quên like và subscribe để thấy video thú vị nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.